Theo Bộ Y tế thì hiện mỗi ngày Việt Nam chỉ ghi nhận một vài trường hợp mắc COVID-19 và số ca nhập viện thở máy chỉ còn 2 ca. Nhưng sự biến đổi nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 vẫn gây ra nhiều lo ngại. Do ngại với mục tiêu tạo miễn dịch bền vững trong phòng bệnh COVID-19, Bộ Y tế cũng vừa xây dựng và công bố kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2023. Cụ thể, kế hoạch tập trung vào những người mắc bệnh nền, người cao tuổi và những người chưa tiêm mũi nào, Dự kiến năm 2023 sẽ cần khoảng 9 triệu mũi tiêm. Kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 lấy từ ngân sách địa phương, nguồn diện trợ từ các tổ chức quốc tế, chính phủ và tổ chức phi chính phủ. Số liệu này được tính toán dựa trên tổng hợp từ các địa phương. Số lượng trẻ từ 4 đến 5 tuổi chưa tiêm mũi vaccine nào là khoảng 1 triệu 500 ngàn trẻ. Có gần 1 triệu 800 ngàn trẻ từ 12 tuổi trở lên cần tiêm mũi 3. Gần 1 triệu 200 ngàn người từ 18 tuổi trở lên cần tiêm mũi ba bốn